Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư, ngày 7 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam. Hưng Yên đứng thứ hai toàn quốc về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện Phù Cừ. Xã Đức Hợp tập trung nguồn lực để về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Bảo vệ các diện tích cá lồng khi nước sông Hồng dâng cao. Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và 63 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam tỉnh Hưng Yên, trưởng ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh. Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tính đến tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh có trên 4.000 nạn nhân chất độc da cam đang được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Thời gian qua, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin trong tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền đồng cấp, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác chăm sóc hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, thường xuyên tuyên truyền vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1998 đến nay, toàn tỉnh đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân xây dựng quỹ các cấp được hơn 86 tỷ đồng và thực hiện hỗ trợ cho trên 118.000 lượt nạn nhân chất độc da cam với số tiền gần 70 tỷ đồng bằng các hình thức như hỗ trợ sinh kế, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc. Bên cạnh đó, các cấp hội có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đấu tranh, đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam và đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Đối với các cấp hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, cần tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động các nguồn lực xã hội để chăm sóc hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp cận sâu tới từng hoàn cảnh, điều kiện sống, nhu cầu của từng nạn nhân chất độc da cam, từ đó đề ra giải pháp hỗ trợ thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện nghĩa tình, trách nhiệm, quan tâm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Các nạn nhân chất độc da cam tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên, ổn định và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhân dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam trao 5 chiếc xe lăn, 30 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam. Đối với tỉnh, trích từ Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh ở Việt Nam tỉnh Hưng Yên trao 120 suất quà, trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh trao 150 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam và hỗ trợ 5 gia đình nạn nhân chất độc da cam, mỗi gia đình được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hưng Yên đã tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Phạm Huy Bình đề nghị công đoàn các cấp của thành phố tiếp tục tuyên truyền vận động toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, các đơn vị học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, kiến thức pháp luật, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời, tích cực quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với tổ chức công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động, quan tâm xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động, xây dựng củng cố phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tại hội nghị đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 6 cá nhân có đóng góp lớn trong phong trào công nhân viên chức lao động của thành phố trong thời gian vừa qua, đồng thời biểu dương khen thưởng 62 tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua hoạt động công đoàn. Sáng nay tại thị xã Mỹ Hào, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 10 công đoàn cơ sở ở trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đợt cao điểm về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở,
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp với tổ khảo sát của Liên đoàn Lao động tỉnh, làm tốt công tác rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tâm tư nguyện vọng của người lao động. Nỗ lực đổi mới nội dung, đa dạng hóa, cách thức vận động công nhân lao động tham gia tổ chức công đoàn thông qua các buổi làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động, thành lập các ban vận động tại các đơn vị doanh nghiệp. Tại hội nghị, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao quyết định thành lập 10 công đoàn cơ sở tại các công ty, kết nạp trên 900 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh lên 250 đơn vị, với tổng số trên 53.000 đoàn viên công đoàn. Trên cơ sở kết quả đồng bộ công khai trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tháng 7 năm 2024 của tỉnh. Theo đó, tỉnh Hưng Yên xếp hạng thứ 2 toàn quốc. Tổng hợp các nhóm chỉ số của tỉnh Hưng Yên đạt 85,83 điểm, xếp hạng thứ 2 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch 14,4/18 điểm, trung bình cả nước là 10,8/18 điểm, đạt tỷ lệ 80,1%, xếp hạng thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số tiến độ giải quyết 19,6/20 điểm, trung bình cả nước là 17,5/20 điểm, đạt tỷ lệ 98,35%, xếp hạng thứ 4 trên 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, hai sở có tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và trước hạn thấp dưới 90% là Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội. Chỉ số dịch vụ công trực tuyến 8,1/12 điểm, cao hơn trung bình cả nước, đạt tỷ lệ 82%, xếp hạng thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thanh toán trực tuyến 8,9/10 điểm, cao hơn trung bình cả nước, đạt tỷ lệ 59,38%, xếp hạng thứ 18 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện tại trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đang hiển thị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có 877 thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được cung cấp. Chỉ số mức độ hài lòng 18/18 điểm, trung bình cả nước là 17,7/18 điểm, đạt tỷ lệ mức độ hài lòng 100%. Chỉ số về số hóa hồ sơ 16,8/22 điểm, trung bình cả nước là 14,3/22 điểm. Trong đó, việc cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử bản sao từ bản chính đã được triển khai thực hiện tại 171/171 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sáng nay tại huyện Phù Cừ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Phù Cừ. Theo đó, nội dung lấy ý kiến gồm 10 câu hỏi với nội dung liên quan đến 9 tiêu chí của huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bao gồm quy hoạch xây dựng, giao thông thủy lợi, phòng chống thiên tai, hình thức hỗ trợ nhân dân xây dựng sản phẩm OCOP, cảnh quan môi trường. Việc lấy ý kiến được thực hiện tại 13 xã trên địa bàn huyện với hơn 19,7 nghìn hộ gia đình, đạt tỷ lệ 73% tổng số hộ gia đình. Thời gian lấy ý kiến đến ngày 20 tháng 8 năm 2024, Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư sẽ thành lập các tổ công tác để tổ chức lấy ý kiến trực tiếp đến từng hộ gia đình và thu phiếu gửi về Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc các cấp tổng hợp. Theo quy định, để đủ điều kiện đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thì từ câu số 1 đến câu số 9 phải đạt trung bình từ 95% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng. Câu số 10 phải đạt 98% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng. Kết quả lấy ý kiến sẽ được niêm yết tại nhà văn hóa thôn, trụ sở, Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân huyện. Vốn là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Kim Động và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đến nay, xã Đức Hợp tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống của người dân, hướng tới mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục trong năm 2024. Tranh thủ thời tiết nắng ráo và thời điểm học sinh đang nghỉ hè, những ngày này đơn vị thi công công trình khu nhà chức năng 3 tầng gồm 9 phòng chức năng và 4 phòng học cho trường trung học cơ sở xã Đức Hợp đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến sau khi hoàn thành, xã Đức Hợp sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục khác như sân tập đa năng, phòng tập đa năng cho cả 3 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở để phục vụ cho công tác giảng dạy, đáp ứng đủ các tiêu chí của một xã chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục. Hiện nay, cả 3 cấp học trên địa bàn xã đều đã đạt cơ sở vật chất chuẩn quốc gia mức độ 1 và mức độ 2. Từ nhiều năm nay, các nhà trường đều tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học là điểm sáng trong phong trào giáo dục của huyện Kim Động. Chính quyền địa phương cũng như các cấp đã đầu tư dự án xây dựng mới các phòng bộ môn và phòng chức năng này sẽ giúp nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học,
và đáp ứng được cái yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Song song với việc đầu tư cơ sở vật chất các trường học để về đích nông thôn mới kiểu mẫu, hiện nay xã Đức Hợp đang đầu tư nâng cấp cải tạo 4 tuyến đường giao thông nội đồng và 4 tuyến đường trục xã với tổng chiều dài hơn 5 km, tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Để có nguồn vốn lớn đầu tư xây dựng các công trình và cơ sở hạ tầng, xã đã và đang triển khai thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Bên cạnh đó, vận động nhân dân tập trung lao động sản xuất để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đóng góp ngày công lao động và tiền của để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Nhân dân Đức Hợp thì rất là đồng tình, vừa hiến đất và còn tạo điều kiện tăng thêm cả cái nguồn ngân sách nhân dân và nhà nước cùng làm, mong muốn để trở thành nông thôn mới kiểu mẫu. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực của địa phương, vận động con em xa quê để tiếp tục là cùng với địa phương chung sức chung lòng phát triển các cái tiêu chí còn hạn chế để đạt được về đích xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã Đức Hợp trên lộ trình phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực về kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, người dân huyện Ân Thi kiến nghị với huyện và xã cần khẩn trương triển khai làm hạ tầng xây dựng khu tái định cư để dành mặt bằng làm các tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh. Để làm đường Tân Phúc, Võng Phan và công trình đường tỉnh 376B, xã Nguyên Trãi, huyện Ân Thi có 87 hộ dân phải dành đất thổ cư cho các dự án. Trong đó có 25 hộ mất hết đất phải chuyển sang khu tái định cư mới. Đa số các hộ dân đều rất ủng hộ dự án đi qua địa bàn. Hàng trăm hộ dân đã nhận bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp để chủ đầu tư sớm ra mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, các dự án giao thông đã triển khai thi công được gần 7 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa có khu tái định cư cho người dân yên tâm di rời nhà. Chúng tôi đang làm ăn buôn bán ở đây, thì cũng đề nghị chúng tôi rằng kia là chúng tôi được xuất đất mặt đường để chúng tôi tiếp tục buôn bán. Gia đình ông Hoàng Văn Oanh và bà Nguyễn Thị Lá là một trong 6 hộ của thôn Bích Tràng phải di chuyển ra khu tái định cư mới để dành mặt bằng cho dự án đường Tân Phúc Võng Phan đi qua. Tuyến đường này đã thi công từ tháng 11 năm 2023, nhưng hiện nay người dân vẫn chưa hình dung được là sau khi phá nhà đi sẽ chuyển ra chỗ nào để ở. Tìm cái chỗ định cư chúng tôi là nhanh chóng thì chúng tôi di rời thì để mà làm cái nhà mà ở, chứ còn bây giờ mà cứ lùng thủng này thì là thời gian nó không còn và gia đình cũng không yên tâm. Là bà con nói chung là cũng đồng tình với dự án, nhưng chỉ có một cái đề xuất là xã với trên là làm sao đẩy nhanh cái tiến độ mà san lấp cái khu tái định cư để bà con có cái hướng để chuyển về đấy cho nó nhanh gọn. Chủ trương của tỉnh Hưng Yên, các khu tái định cư mới phải đẹp hơn hoặc ít nhất là bằng chỗ ở cũ, đồng thời các địa phương cần sớm hoàn thiện các thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư này. Tuy nhiên hiện nay, một số địa phương chậm làm các thủ tục để thi công hạ tầng các khu tái định cư, dẫn đến người dân cử tri chưa yên tâm tháo dỡ, chuyển nhà vì chưa có khu tái định cư mới. Điều này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm. Sau khi Thủy điện Hòa Bình mở các cửa xả đáy, nước lũ trên sông Hồng dâng cao gây ngập một số diện tích hoa màu ven sông và có khả năng ảnh hưởng tới các diện tích nuôi cá lồng trên sông Hồng của tỉnh Hưng Yên. Nhờ chủ động có các biện pháp phòng chống, nên đến nay trên 50 lồng cá của Hợp tác xã Thủy sản sạch Hưng Hải trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên vẫn được đảm bảo an toàn. Hợp tác xã Thủy sản sạch Hưng Hải có 56 lồng cá, chủ yếu nuôi các loại cá lăng, cá giòn và cá ngạnh. Ngay từ đầu mùa mưa bão, hợp tác xã đã chủ động củng cố hệ thống phao, điện, đảm bảo an toàn cho các lồng cá. Cùng với đó đầu tư dây thừng, mỏ neo để gia cố lồng, các thành ngăn giữa các lồng nuôi và phân công thành viên túc trực ngày đêm tại bè cá. Hợp tác xã cũng chủ động thu hoạch những loại cá đã đạt kích cỡ thương phẩm để tránh thất thoát. Nhờ có hệ thống lồng bè thiết kế chắc chắn, chịu được dòng nước chảy xiết mùa mưa bão và có hệ thống chắn rác, nên dù những ngày qua mực nước sông Hồng dâng cao, nhưng các lồng cá của hợp tác xã vẫn đảm bảo an toàn. Hiện nay cá vẫn mạnh khỏe, lớn nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, trừ chi phí mỗi lồng một năm cho thu lãi từ 50 đến 60 triệu đồng. Bảo vệ ao hồ chính là bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan của địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng đó, từ nguồn đấu giá đất cho nhân dân làm nhà ở và xã hội hóa, những năm qua nhiều địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã tăng cường các biện pháp bảo vệ ao làng.
Vào các buổi sáng sớm và chiều muộn hàng ngày, nhân dân thôn Liêu Thượng lại tập trung tại khu xung quanh hồ để tập thể dục, vui chơi và tận hưởng không khí trong lành. Có được như vậy, từ năm 2023, cùng với hỗ trợ của cấp trên, sự ủng hộ của nhân dân và kinh phí địa phương, xã đã kè, làm đường, lắp hệ thống chiếu sáng và xã hội hóa trồng cây xanh, cây đá xung quanh hồ với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Trước đây thì nó có mỗi cái nhà văn hóa thôi, cái đây người ta chưa làm thì đường đi lối lại nó khó khăn hơn. Có mỗi sân văn hóa thì là các cháu nó chơi thì là người lớn thì hết chỗ chơi. Bây giờ là cảnh quan sống ở đây nó thay đổi hẳn đi chứ. Thì sao bây giờ là nó mát mẻ này, nó sạch đẹp hơn, người dân rất thích. Lo ngại tình trạng lấn chiếm, săn lấp ao hồ từng xảy ra trên địa bàn, những năm gần đây, xã Nghĩa Hiệp vận động nhân dân tháo dỡ công trình vi phạm, xã hội hóa và trích kinh phí từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để cải tạo bảo vệ 4 ao hồ ở hai thôn Thanh Xá và Yên Thổ. Các ao hồ sau khi giải tỏa vi phạm đều được nâng cấp, chỉnh trang, tạo khuôn viên sạch đẹp. Cải tạo rất là trong sạch và sáng, thì để cho các cháu là tắm bơi lội, còn chúng tôi già là chúng tôi đi ra tập thể dục mát mẻ và rất là khỏe. Trước kia thì chúng cháu không có địa điểm để bơi lội và giải trí, thì bây giờ xã đã kè lại ao, chúng cháu có địa điểm để bơi lội giải trí sau những giờ học căng thẳng vào buổi chiều, và ngày nào cháu ra đấy bơi để vui chơi cùng các bạn, cháu thấy rất là vui. Tại huyện Yên Mỹ, các xã Ngọc Long, Minh Châu, Tân Lập, Lý Thường Kiệt cũng trích kinh phí và nhận được sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân để xây dựng và bảo vệ ao hồ. Việc này không những ngăn chặn tình trạng lấn chiếm ao hồ, hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan, khuôn viên rộng đẹp, không khí trong lành, mà còn là địa điểm lý tưởng để nhân dân tập luyện thể dục thể thao, thư giãn và dạy bơi cho các em học sinh mỗi dịp nghỉ hè. Sau hơn một tháng triển khai, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã và đang đi vào cuộc sống, đồng thời từng bước khẳng định sự cần thiết của luật trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ông Dũng bán hàng nước ở chợ Đông Tảo cho biết, qua một tháng nay, ngoài bảo vệ chợ và công an xã, còn có lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thường xuyên xuất hiện giúp cho tình hình ở đây ổn định, đặc biệt không còn tình trạng trộm cắp vặt hay những va chạm giữa các tiểu thương, các tài xế, chở hàng. Bán hàng cả đêm, lực lượng bảo vệ này là chặt chẽ mà 24/24, lúc nào cũng có, không có trộm cắp thì rất an tâm. Tôi thấy lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên xuất hiện, cứ một vài tiếng là họ đi tuần tra trong thôn, trong xóm, rồi là hoạt động ở chợ, bảo đảm an toàn an ninh trật tự. Xã Đông Tảo có 4 thôn, mỗi thôn có một tổ bảo vệ với 3 thành viên là những người trực tiếp sinh sống tại chỗ. Tuy nhiên, hiện xã mới tuyển chọn được 6 thành viên, còn thiếu 50% quân số. Vì thế, hiện các thành viên hoạt động theo mô hình một tổ tập trung tham gia cùng công an tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn xã. Luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ cả ngày hay là đêm. Bất kỳ lúc nào kể một đồng chí hoặc hai đồng chí là chúng tôi cũng có thể đi tuần được. Với đặc thù ở chợ Đông Tảo này thì thường xuyên là hoạt động về đêm. Nên là chúng tôi trong tổ phân chia nhau ra đảm bảo là lúc nào là cũng có lực lượng đi tuần ở chợ để bảo đảm an ninh trật tự ở chợ. Còn tại xã Tân Dân, huyện Khói Châu là xã lớn với gần 20.000 dân, trong khi đó lực lượng công an chính quy mỏng, nhiều việc. Vì thế, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở là cánh tay nối dài trực tiếp hỗ trợ công an bảo vệ an ninh trật tự và giúp Ủy ban nhân dân xã xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Xã lớn dân đông, ở thì giải rác, với lực lượng công an chính quy mà cái chức trách nhiệm vụ được giao thì nhiều lĩnh vực không làm xuể. Các thành viên trong tổ an ninh cơ sở đã giúp cho nữ là công tác về phòng cháy chữa cháy, tuần tra vũ trang ban đêm, quản lý kiểm tra về quản lý cư trú theo luật cư trú. Sau một tháng thực thi luật, đến nay hình ảnh lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trở nên thân quen với người dân. Thực tế, trên địa bàn tỉnh đã có những chiến công đầu tiên từ lực lượng này. Cụ thể, tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử, tổ bảo vệ đã tham gia phát hiện bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.